Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Hiện tại là mình đang ở trang trại nha các bạn. Video hôm nay thì mình đang lên một kế hoạch, đó là sẽ trồng lúa ở lúa nương ấy, ở cái trang trại này để thử nghiệm xem sao nha các bạn. Mà một khi mình mà trồng thử nghiệm ấy thì nó phải cũng phải số lượng lớn chứ không phải là ít. Thất bại thì nói chung là cũng không sao cả. Đấy, cũng nói, có chuyên gia nói rồi. Có chuyên gia anh Hậu ấy, anh Tình nói rồi. Thôi cứ liều trồng đi, cái đất này cũng thấy là khá là đẹp. Đấy, mà cũng nước nhiều thì có thể trồng thử, và sau khi lên tốt đấy. Mua thuốc sâu bên này với là thuốc các loại để bỏ xem thử nghiệm như thế nào. Nếu mà phát triển tốt thì có thể trồng đi 4 đến 5 hecta lúa cũng được. Thì cũng có rất là nhiều bạn muốn mình trồng thử lúa nương ở trang trại này để xem như thế nào. Mình thấy comment rất là nhiều đợt trước rồi, nhưng mà mình chưa dám làm video, tại vì mình chưa khẳng định là có nên làm hay không, nên là chưa không dám trả lời các bạn. Đấy, khi mà trả lời bất cứ những người nào trên video rồi thì chắc chắn là sẽ phải làm đấy, chứ phải không phải là trả lời xong mà cho nó suông được. Đây là từng này lúa nhá, khá là nhiều. Bây giờ đi lên phía trên. Bên này thì không trồng được, bên này thì đang có giống bắp sú rồi. Còn bên này, đây, từ đây xuống dưới kia, đâu đó là cũng trăm luống đấy. Trăm luống lúa nương thì cũng sẽ cắm biển luôn. Ở nhà đợt kia anh Hùng đưa sang là có Đắk Lắk này, có Quảng Ninh này, Quảng Bình, rồi là đến đâu nhỉ? Nhiều lắm, nhiều tỉnh lắm. Thì cứ trồng thử xem đất cái gì lúa nương phù hợp với đất nào thì có thể áp dụng vào trồng số lượng lớn luôn. Và khi đó là mình ước mơ của mình thì chắc là lúa thôi, chứ không phải là tất cả những cái rau củ quả gì cả. Đấy, ước mơ của mình là có mười mấy hecta lúa để giúp người dân về cái mảng lúa, và cũng như là giúp Angola đấy các bạn ạ. Nếu mà mình thành công thì có thể sản xuất ra rất là nhiều đấy, tại vì Angola thực chất là gạo là hầu hết là nhập nha các bạn, chứ không có xuất đi đấy, nên là mình cũng ao ước. Không biết là có ai chuyên gia hay là tất cả các nước đã sang đây thử chưa, và đã thất bại hay chưa, hay thành công, cái đó mình không rõ, không biết. Nhưng mà đối với mình cảm nhận ấy, thì mình tìm hiểu Angola là một nước là không xuất gạo đi mà xuất nhập gạo vào đấy, nên là phần trăm thắng cái vụ gạo này là mình thấy cũng khá là hẹp hòi. Nhưng mà thôi, cứ kiên trì làm các bạn ạ. Lỡ may lại đỏ lên thành công một cái thì lúc ấy thì cả khu vực tất cả miền núi này sẽ có lúa nương đấy, sẽ có lúa để mà ăn này, và có gạo để xuất đi các tỉnh khác để mua ấy các bạn. Nếu may mà có giống gạo ngon với gì nữa thì lúc ấy thì thành công rất là lớn luôn. Đây, đồng 100 luống bên kia và 100 luống bên này, hoặc là trồng bên kia trước để trăm luống này mà gieo ớt cay nha các bạn. Ớt cay chỉ thiên ấy. Đấy, giống cũng đã lên rồi. Làm về nông trại nông sản này ấy, thì chắc là nó sẽ có một cái nhất định thời gian và theo quy trình đấy, chứ không phải làm bừa được nha các bạn. Nhưng mà thì theo ý mình thì tất cả các mùa thì mình có thể trồng được rất là nhiều loại, mùa nào thích hợp thì mình sẽ trồng loại ấy, chứ không dừng như người dân Angola nha các bạn. 6 tháng trời mưa là bắt đầu trồng cái này trồng cái kia, và 6 tháng nữa là ăn nằm ngủ chơi chờ mưa. Quan điểm của mình thì không như thế, và mình cũng đang muốn thay đổi cái quan điểm đấy của người dân. Nước nay cũng rất là tụt, rất là ác luôn. Đây, kinh khủng. Thì cái mương nước này thì mình đang xử lý dần dần, và đang có rất là nhiều các cô, các chú, các anh đang còn góp ý về cái mương này, và mình đang chọn lọc ra cho các bạn. Đợt kia mình có nói rồi. Bên này là hành thì cũng khá là dễ trồng và chăm sóc, nó không phải vấn đề lớn như lúa.
lúa thì căng đấy, nói chung là căng đẹp đẹp luôn các bạn ạ, khét nẹt luôn, không phải đơn giản để mà làm được lúa đâu nhá. Anh Hùng với anh Đông cũng đang thử nghiệm thôi, và hôm qua mình cũng có lên đó xem thì hai anh làm cũng là khá là ok, nói chung là tạm ổn đấy, làm ổn thử nghiệm thí nghiệm lúa nương Đắk Lắk này và Quảng Ninh, Quảng Bình. Mình đánh giá ở nơi anh Đông và anh Hùng trồng là lúa Quảng Bình hay là Quảng Ninh gì ấy, là mình đánh giá rất là cao về cái số lượng trồng cũng là trồng một đợt nha các bạn, nhưng mà lúa Quảng Ninh là mình thấy nó lên tốt hơn là Đắk Lắk hay là Quảng Bình đấy, thế thì lúa đấy là thích hợp với đất đó rồi, nhưng mà phải đợi một thời gian nữa, nó lên tầm này thì chưa có gì là chắc chắn cả, nó phải lên cao như này này, khi đấy sâu bệnh mới ra nhiều thì lúc đấy xử lý nó là một vấn đề khác nữa, chứ không phải là tốt hay không nữa rồi. Đây là mấy trồng hành tiếp nha các bạn, trồng 300 kg hành để nhân mấy tấn hành này ấy, hành giống ấy, để đi tặng cho người dân và huy động người dân là sẽ trồng hành để mình thu mua để đưa lên thủ đô nhập nha. Thủ đô đang rất là cần những người nông dân có nhiều đất hoang rồi gì đấy, trồng cấp cho thủ đô là đủ sống rồi, nhiều khi thì giàu luôn đấy chứ các bạn ạ. Để mà nói ở Việt Nam mà các bạn áp dụng vào một cái đất to như này, Angola thì đất rộng lắm, mà nhà nào ở trên núi cũng 1 hectare 2 hectare, thế thì tội gì mà không cứ để trồng nông nghiệp. Thủ đô với gì người ta làm gì có đất rộng như này mà trồng, mà người ta cũng suốt ngày đi mua siêu thị hay đi ra ngoài chợ mua cái này cái kia để về nấu ăn đấy, mà tội gì đây là tiền chứ đâu nữa. Chứ mình thì sẽ thay đổi cái suy nghĩ và cho tất cả người dân ở miền núi này là tiếp nhận cái kiến thức của mình khi mà mình bỏ số tiền ra làm trang trại để thu một cái lợi nhuận, đó là thu cái lợi nhuận làm cho tất cả người dân tin tưởng, nhìn vào đó việc thật người thật đấy, thì lúc ấy người ta mới sẵn sàng là nghe theo mình để mà làm cái này cái kia và cho mình thu mua rồi là mình đi xuất cho người ta. Quan điểm của mình là như thế. Hiện tại vẫn chưa có máy. Máy thì phải chờ rất là lâu, tầm 1 tháng 2 tháng nữa. Ôi đoạn này ngập rồi này. Đoạn này đào lên đụng rồi. Amri Bukadu. Bukadu. Aquí agua ya subí de que le bala. Aquí ya subí. Amri cho Bukadu. Entra aquí debaga, na we. Va ve. Đấy, tất cả mọi người thì vẫn đang tích cực, tại vì gần đến tháng lương rồi. Còn nay là mười mấy rồi? Mười ba, mai 14, mấy cái lăng video là tầm 7 ngày một tuần nữa là người dân sẽ phát tiền, nhận lương. Ôi nhiều đấy các bạn ạ. À. Đâu nhỉ? 55 người. Ôi, 700. 700 nghìn à, ui giời, căng ấy. Nhưng mà thôi, cứ đầu tư về sau, ăn về sau là giúp được người dân là ok rồi. Thu tiền về sau trả người dân này. Hiện tại chưa có thu hoạch thì nó mới gọi là đầu tư trang trại mà các bạn. Lên luống trồng, cái này trồng lúa nha các bạn. Trồng lúa thử nghiệm. Mình trồng nhiều lắm, trồng mấy nơi mà, chứ không phải một nơi. Phía trước này là ngày mai là mình sẽ thuê máy cày để mà cày nốt phần này và đốt. Ô Victor đi, ese bode kema, ese bode kema, kema vai da, hả? Ese ya kema, ese trato vai trabalho da. Đã.
quan tôi nào tên là cabin mà tera to po đây đó. Thôi đừng có đốt như này, để nếu mà máy cày cày được như này thì cày lên rồi sau gom lại rồi đốt nha các bạn, nếu mày đốt cháy cả rừng chết chửa đấy các bạn, hiểu chưa? Còn toàn là khô không, mùa nắng mà mùa mưa là cỏ xanh tôi mùm cao tốt như này, mùa nắng là chết luôn, cháy luôn. Thường thường người dân bên này toàn chờ khô như này này đấy là người ta đốt sạch luôn, đốt cứ châm lửa như này này về ngủ. Cứ châm lửa xong về ngủ các bạn ạ. Chứ không biết cháy đến đâu thì tôi không cần biết. Đấy, cứ cháy là được. Mình sợ lắm. Cái này mình sợ lắm, không chơi liều được đâu. Bây giờ đốt một cái cháy cả vùng như này, lúc ấy thì công an bắt chết đấy các bạn ạ. Chứ không phải đùa đâu, cái này ảnh hưởng đến môi trường, bảo vệ xanh sạch đẹp. Đấy, chứ đừng chơi liều, chết đấy. Công an mà tóm vào tù là đi. Đấy, ngày mai thì chắc là sẽ trồng lúa bên kênh nông nghiệp hoặc là kênh mình. Đấy, hiện tại mấy anh Đông về thì mình sẽ hỗ trợ người dân làm hai kênh. Đấy, làm hai kênh luôn. Anh Hùng thì thỉnh thoảng, tại vì đợt này anh Hùng cũng hỏng hóc về xe ô tô ấy, không di chuyển đi lại được nên là cũng khó làm. Phương tiện đi lại không có là cũng khó làm lắm các bạn. Đấy, người dân bây giờ chỉ biết hết rồi, căng dây rồi là tử lên, rồi là tử biên tử diễn rồi các bạn nhá. Thôi bây giờ lên xử lý cái mương nước này là khá là mệt đấy các bạn. Bụi, mình làm trăng thề các bạn chứ. Cách đây 4 năm đi làm một công trình ấy, buổi đêm về ngủ ấy, cái mùi ấy, mùi mà lấy tay móc như này là toàn bụi rồi là bụi bẩn nhiều lắm. Mà đeo khẩu trang, quay video đeo khẩu trang thì không được đấy, nó khổ như thế các bạn nhá. Nhiều khi mình đeo khẩu trang thì các bạn cứ bảo là thằng này cứ đeo khẩu trang nói chuyện làm gì, bụi, về sáng mai ngủ dậy ở lỗ mũi bẩn lắm, khảy ra từ cục to như này mà còn rác cái gì không biết là ở đâu ra, kinh khủng thật. Ôi, các bạn nhìn thấy chưa, rộng. Tính đến thời điểm hiện tại thì cái trang trại của mình cũng hoạt động được là từ lúc bắt đầu thì đến nay là 1 tháng rồi các bạn ạ. Nhanh nhỉ, 1 tháng rồi, nhưng mà mình cũng đang cố gắng hết sức rồi đấy. 1 tháng mà hoàn thiện như này là cũng kinh khủng đấy các bạn ạ. Hơn cả máy làm việc nhá. Hơn cả máy nhá. Đoạn này hôm kia chắc là mình cũng sẽ không trồng gì ở đây đâu nhá. Không trồng một bất cứ gì ở đây luôn. Tại vì đoạn này có cây này. Mình đang thiết kế nuôi gà ở đây. Nuôi gà ở đây nha các bạn. Nuôi gà ở đây cho bóng mát đấy. Này, có cây bây gì khu vực này. Không trồng gì đâu. Bây giờ mà trồng ở đây không có ánh nắng mặt trời thì giống hạt giống cái gì cũng chết đấy, bóng quá. Tại vì cây xoài cái gì nhiều lắm mà chặt đi thì phí, không nên làm chuồng gà với là bàn ngồi uống nước hay gì ở đây. Thì nói chung là cái đó thiết kế sau, và nông nghiệp thì mình sẽ không làm đây, làm tất cả những cái khu vực mà không có cây cối gì. Đấy, đi vòng mà liệt cả chân đấy các bạn ạ. Chứ đừng nói là lên kia nữa kìa. Vài hôm nữa là lên kia các bạn kìa, không phải ở đây nữa đâu. Tầm 1 tháng nữa là các bạn thấy ở đây xanh rồi. Xanh hết cả tầm đâu đó là 5 hectare ở đây rồi. Xanh hết. Còn lên kia nữa, trên kia 10 đến 15 hectare, 20 nữa, nhiều lắm. Đất hôm kia mình mua, mình có dám đi xa đâu. Mình không đi lại ở kia luôn. Mình bay về đây cam lên là cái ông kia chỉ cho mình đó, cây xoài mài tí đầu kia đấy, là mình cứ gắn cái xoài đấy sau mà cứ căng dây thôi. đợt mua bên này nó dễ lắm, chứ không phải đi đâu đặt để bắn tia laser làm gì đó nha. Cứ kiếm cái cọng nào chọc cố định đấy đấy,
bây giờ mà mình di chuyển cái cây xoài ra ngoài cầu xa tầm khoảng 2-3-4 cây nữa đi, ông kia cũng không biết, ông kia cũng không biết. Người ta cứ nhằm nhỏ cái cây, người ta đoán, người ta tính đấy. Nhiều khi trong giấy tờ là có cái cây đấy các bạn ạ, chứ không phải đùa đâu. Ok nha các bạn, thì video này thì mình cũng muốn nói một chút về tâm sự, và cũng như là ngày mai các bạn hãy chờ đón mình xem mình trồng cái lúa, lúa nương ở trang trại, để xem về sau nó có sự thay đổi hoặc thành công hay thất bại đấy. Video ra hàng ngày mà, nên các bạn có thể theo dõi và góp ý cho tất cả anh em trong team làm việc một cách chuẩn xác nhất. Tại vì anh em, tất cả mọi người ở đây, kinh nghiệm thì mỗi nơi một tí, chứ không phải là kiểu một mảng như này ấy. Cũng không phải là từ ngày xưa giờ đi làm nông nghiệp đấy, mới bắt đầu làm nông nghiệp là cách đây một năm, hai năm thôi đấy, chứ không phải là chuyên gia hay gì đã đấy. Nên là tất cả mọi người có thể góp ý cho tất cả anh em, để anh em càng ngày càng cố gắng để phát triển cái nền nông sản của miền núi Châu Phi nha các bạn. Nhấn like và subscribe kênh Quang Linh Vlog nha các bạn. Chào các bạn nha. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, để xả nước vào cho xong xuôi hết rồi để cho người dân về nghỉ ngơi nha.